Hello, em Nhi xin chào tất cả các anh chị mình trên kênh Hoa Lan Makeup ạ. Thì chỉ còn hơn 60 ngày nữa là chúng ta là bước sang năm mới đón một cái Tết nguyên đán rồi. Thì bữa nay là bên công ty của em nhập về một cái lô hàng để mà cho anh chị mình đón cái mùa Tết. Đó là cái hàng Ngọc Điểm Nghinh Xuân nha cả nhà nha. Đây ạ, thì hàng này thì anh chị mình rất là thích luôn. Mọi người gần Tết á, thì em thấy là đa số anh chị nào á, mình cũng sơ tầm cho vườn của mình là những cái giò đai trâu ngọc điểm hết. Nên là bên công ty của em hôm nay là nhập về một cái lô ngọc điểm rất là lớn. Thì mỗi năm á, thì bên em là nhập về cái hàng chậu. Nhưng mà hiện tại bây giờ là do dịch cũng vận chuyển khó khăn, nên là bên em sẽ nhập về những cái hàng thớt như thế này. Thì hàng thớt này cho em á, là hàng Thái nhưng mà được thuần, trồng thuần tại Việt Nam, trồng thuần tại Tây Ninh. Nên là khi mà anh chị mình mua về á, thì nó cũng phù hợp với lại cái khí hậu. Cây nó không có bị kiểu như là nó bị sốc nhiệt nha cả nhà nha. Thì em xin giới thiệu luôn cho anh chị mình là những cái hàng ngọc điểm như thế này á. Thì bên em về á, là mỗi sẽ có hai loại, một loại là thớt tròn và một loại là hàng thanh dài như thế này. Thì thớt tròn hiện tại là đây, thớt tròn á, thì bên em sẽ có những cái thớt như thế này. Thớt tròn thì tầm khoảng là hai cây trên một thớt, ba cây trên một thớt. Hiện tại thì bây giờ chắc còn là ba cây trên một thớt, bốn cây trên một thớt ấy. Mỗi thớt như thế này cho em á, là có cây nhỏ và có cây lớn. Thì giá của nó hiện tại á, thì tầm khoảng cho em là 500.000, 400.000 trở đi, 400.000 trở đi nha. Tùy vào thớt và tùy theo cây. Thì những cái thớt nhỏ cho em thì tầm khoảng là 3-4 cặp lá, còn thớt lớn thì 5-6 cặp lá trở đi. Và những cái hàng thanh như thế này nè, một thanh của nó cho em nè. Hàng thanh á, thì đa số là hàng thanh là em thấy là cái thân của nó màu đỏ. Còn những cái hàng thớt tròn như thế này á, thì sẽ có là cái thân màu trắng. Thì màu trắng á, thì thân màu trắng á, thì sẽ sổ ra cho em á, là màu cam nè, màu xanh, màu vàng, màu hồng cánh sen nè, màu trắng đốm tím đấy. Còn những cái thân đỏ như thế này á, thì nó sẽ sổ ra cho em cái màu sặc sỡ hơn. Thân đỏ thì nó sẽ sổ là đỏ đốm nè, đỏ sát pháo nè, màu bà sữa, màu đỏ tím, màu đỏ đô. Đấy, rất là đa dạng màu. Thì những cái thanh như thế này á, một thanh là tầm khoảng là 5 cây. Có thanh thì 3 cây. Giá của nó cho em á, thì tầm khoảng là 900.000. 900.000 trở đi nha cả nhà nha. Đấy, hiện tại là bên em về rất là nhiều. Thì em sẽ quay cái khu vực bên này, rồi tí xíu nữa em sẽ qua cái khu vực bên kia để em quay cho anh chị mình xem. Đây, mọi người có thể tham khảo nè. Đấy. Và đa số là cho em là nó đã có vòi hoa hết rồi. Đa số là đã có vòi hoa hết rồi nha cả nhà nha. Thì anh chị nào mình yêu thích á, thì mình cứ liên hệ qua cho em. Hoặc là mình có thể là mình liên hệ qua Zalo để em là em chụp hình em gửi qua cho anh chị mình. Đấy, rất là nhiều. Có thớt một cây cũng có. Thớt một cây thì giá tầm 300, 350, 400 thôi. Cái hàng này á, thì bây giờ là em đã thấy có nụ rồi. Thì anh chị mình á, mọi người mua về á, nếu như á, mà gần tới Tết mà anh chị mình cảm thấy là nụ nó chưa có ra kịp để nở hoa, thì anh chị mình có thể bón phân cho em là cái loại phân là 6-30-30 để mình thúc đẩy cái quá trình mà từ nụ cho tới hoa nó sẽ là kéo dài nhanh hơn. Thì bây giờ em sẽ qua cái xưởng xưởng 2 để mà em sẽ quay cho anh chị mình mọi người xem tiếp nha cả nhà nha. Đây thì hiện tại bây giờ là em đang đứng ở khu vực bên xưởng 2. Đây, anh chị mình có thể xem nè. Hiện tại là bên em là để về là để ở cái dàn ngồi với lại dàn trong như thế này. Rất là nhiều cây á, thì hiện tại là đa số là cây là cỡ lớn và cỡ vừa nha cả nhà nha. Thì tầm khoảng là 5 cặp lá trở đi rồi. Còn những cây nhỏ thì khoảng là 4-5 cặp lá. Một cái thanh như thế này cho em cây rất là lớn. Đấy, anh chị mình cùng xem.
rất là đẹp luôn cả nhà ha. Đấy, anh chị nào mà mình yêu thích thì mình có thể là liên hệ qua cho em với số điện thoại là 035 350 7799, hoặc là mọi người có thể là xem live trực tiếp của em Nhi nha. Đây, đây em lên trên đây nè, ở trên này đẹp nè. Đây, cái cây này nó to quá trời luôn á mọi người. Khu vực ở phía ngoài này, rồi còn ở phía trong nữa, rất là nhiều luôn. Thì bên em lại về, hồi bữa về là tới 4 xe tải lớn. Khi nào mà ra hết cái hàng này là bên em sẽ về tiếp tục nữa cả nhà. Nên là anh chị nào mình thích á thì mình cứ đặt bên em nha. Tại vì á bên em là nhập về một cái lô lớn, nên là sẽ là giá của nó là sẽ rất là mềm so với là những cái vườn khác. Đây anh chị mình xem nè, trời ơi cây to quá trời luôn quân. Mình quay đây nè, thế đi 2 4 6 8 cặp lá, 2 4 6 8 cặp lá. Trời ơi mấy cái cây này cho em là này, cổ đốm ha. Cổ đốm thì có thể sổ ra cho em là đỏ đốm hoặc là màu bò sữa. 2 4 6 8 9, trời ơi cái cây này đẹp quá trời luôn á. Ôi quá đẹp luôn. Đấy. Đẹp quá trời đẹp. Phải nói là rất là đẹp luôn ha cả nhà. Khu vực ở phía trong này là những cái thớt một cây, hai cây rất là nhỏ tiền. Anh chị mình nào mà mình có thể là mình muốn mua những cái thớt là tầm 300-400 nghìn, thì anh chị mình có thể là tham khảo những cái thớt ở khu vực ở trong này. Như cái thớt em cầm trên tay này, đây, cây mít rất là đẹp luôn. Thì cái này màu thì là màu sổ số nha, nhưng mà cái cây này là em đoán là cái cây này là sổ màu hồng ánh sen. Đấy, tại vì tại em đoán thôi, còn quan trọng là anh chị mình là về mọi người sổ mặt hoa cho em ha. Đây ạ, anh chị mình cùng xem nè. Những cây nào mà nó lung lay hoặc là nó không có vững thì sẽ có mấy chú là sẽ cố định lại hết. Nên là anh chị mình không có lo mà vô tới đó là cây nó bị nghiêng hay là bị ngã đâu nha cả nhà nha. Đấy. Thì em để giới thiệu sơ qua cho anh chị mình về cái lô ngọc điểm bên em. Đấy, anh chị nào mà mình yêu thích thì mình có thể là liên hệ qua cho em với số điện thoại là 035 350 7799. Buổi sáng thì sẽ có là chị Hương live vào lúc 9 giờ sáng, và em Nhi thì live vào 18:30 tối hàng ngày nha cả nhà nha. Hoặc là anh chị mình có thể là mọi người liên hệ qua Zalo. Anh thích cái thớt tầm khoảng bao nhiêu tiền, bao nhiêu cây đó, em có thể chụp cho anh xem được không? Thì em sẽ chụp cho anh chị mình. Nếu như mà anh chị mình không có cái thời gian mà mọi người lên live, hoặc là anh chị mình có thể là chốt trực tiếp ở trên live cho em gái cũng được nha. Đấy, thì em cũng xin là kết thúc cái video của mình ngay tại đây luôn. Mọi ý kiến đóng góp thắc mắc gì thì anh chị mình hãy để dưới cái video, để bình luận dưới video này cho em Nhi nha. Rồi, em xin chào mọi người ạ.